Vỏ xe Aspira có xuất xứ từ Indonesia, được thừa hưởng mọi tinh túy từ chất lượng và độ chính xác cao nhất, tương tự như những thương hiệu vỏ xe đến từ châu Âu. Được giới biker trên toàn thế giới đánh giá là vỏ xe thuộc đẳng cấp high-end. Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất ProGD với thiết kế gảnh gai kéo dài cùng các đường cắt gốc, gấp khúc mạnh giúp tối ưu hóa trong việc thoát nước, tăng khả năng bám đường trên mọi bề mặt có nhiều nước. Ưu điểm chính lớn nhất của vỏ Aspira là khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao. Vỏ xe Aspira còn được bảo hành 1-1 về vấn đề phù, nứt vỏ khi chưa gắn đinh hoặc vật nhọn trong thời gian 3 tháng. Vỏ xe Aspira Sportivo size 150/60, 17, gắn được cho bánh sau gỗ Honda CBR250RR, CB300R, Yamaha R3, MT03, Kawasaki Ninja 400, Z400, một số dòng xe mô tô sử dụng mâm 17 inch. Shop Hai Bánh chúng tôi luôn tự hào là nơi chuyên phân phối các loại phụ tùng, đồ chơi xe máy và dịch vụ chăm sóc xe chất lượng cao trên toàn quốc, với các chi nhánh như quận Tân Phú, quận 7, quận 11, Gò Vấp, Bình Thạnh và nhiều chi nhánh khác. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho các bạn nhiều dịch vụ tốt nhất và sản phẩm chất lượng nhất. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0938 820202 để được tư vấn, giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ mua hàng một cách nhanh chóng nhất.